Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục mình xin phép được cập nhật đến cho mọi người thêm một mẫu âm ly nữa đến từ thương hiệu Dinong, đó là con BMA 1500SE. Thì đây là một cái mẫu sản phẩm nằm trong phân khúc tầm trung của hãng Dinong và nó cũng là cái dòng đời kế cuối trong chuỗi series 1500. Thì với một cái chất âm cực kỳ ngọt ngào và tươi trẻ, thì trong video hôm nay chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể hình thức và gửi đến mọi người một số cái tính năng cơ bản trên cái dòng âm ly này để gửi đến cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video. Và trên đầu video thì Nhật cũng xin phép được chia sẻ cái mức giá bán con BMA 1500SE đợt này Nhật về kèm theo khiển và dây nguồn zin, thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 12.500.000, và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Các anh lưu ý chỗ này giúp Nhật. Dạ rồi, không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm ạ. Đầu tiên thì Nhật sẽ quay tổng thể cái phần phụ kiện rời bên ngoài. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cây khiển zin đúng đời theo máy, của nó là RC1143 và nó là cây khiển nhựa nha mọi người. Nó sẽ khác với cái màu, nó khác với 1500 AE ha. 1500 SE và 1500 RE thì nó sẽ có một cái màu đen như thế này. Và trên cây khiển này thì các anh mình có thể là cần bật tắt nguồn dành cho âm ly nè, và tăng giảm âm lượng ở đây, và chỉ ngõ input selector, chỉ ngõ tín hiệu đầu vào. Và cái khiển này thì các anh mình cũng có thể sử dụng đồng thời với những cái mẫu âm ly cùng phân khúc hoặc là những cái mẫu âm ly của Dinong, sử dụng khá là bền. Và các anh có thể quan sát thấy tình trạng khiển của mình còn rất là đẹp, không có dấu hiệu bị bẻ gãy trên đây, rất tốt ha mọi người. Tiếp đến thì đây là những cái phần tán ốc thì Nhật cũng có tháo sẵn ở đây rồi, và các anh có thể quan sát thấy là tán ốc của mình còn cực kỳ sáng màu, chưa có dấu hiệu bị ten xét. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần nắp lưng. Riêng về tổng thể cái phần nắp lưng này thì các anh có thể quan sát ở đây còn cực kỳ đẹp, chưa có dấu hiệu bị trầy xước hay là cắn mốp gì quá nhiều trên cái phần thân vỏ này. Ở chỗ này thì nó có dính một cái vết mực nha mọi người, cái vết mực của bút lông á, chứ không phải là bị trầy xước đâu. Và tình trạng thì các anh có thể quan sát thấy cực kỳ đẹp ha. Không có bị trầy xước hay là một cái vết cắn mớp nào, rất tuyệt vời. Và Nhật sẽ quay luôn cái hình thức bên trong đó. Thì những cái mẫu hàng mà được Nhật đấu giá trực tiếp từ Nhật Bản về chưa qua sử dụng Việt Nam thì các anh có thể quan sát vào cái phần bên trong của cái vỏ này đó, một màu rất là trắng màu, chưa có dấu hiệu bị ten xét hay là bị ám nhiệt do nhiệt lượng ở những cái khe này, rất tuyệt vời ha mọi người. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ vào cái tổng thể cái nhân vật chính của mình. Đầu tiên thì Nhật sẽ quay thật chậm về cái gương mặt này. Các anh có thể thấy là trên cái gương mặt phay nhôm có màu bạc này thì các anh mình cũng có thể sở hữu về để mình bày trí lên rất là nhiều không gian khác nhau, đặc biệt là không gian phòng khách, để tôn lên một cái vẻ đẹp sang trọng và rất là tươi trẻ nè. Rất tuyệt vời ha mọi người. Đó, không có một dấu chấm phẩy hay là cắn mớp gì trên cái gương mặt này. Bên trái thì chúng ta sẽ có một cái logo của Dinong, và chữ logo trên đây thì còn rất là sáng màu. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một con mắt nhận khiển, một cái chọn ngõ on off standby hoặc là bật tắt nguồn. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái lỗ phun 6 ly. Tình trạng lỗ phun 6 ly được mạ vàng thì còn rất là sáng màu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái nút cân chỉnh cơ bản như là bass, treble và ba lăng, nút shoot direct. Và các anh có thể quan sát thấy là những cái đường phay sứ trên những cái nấm vặn hiệu chỉnh này rất tuyệt vời. Chính giữa thì chúng ta sẽ có một cái nấm vặn volume cực kỳ lớn như thế này. Đó, còn khá là tuyệt vời ha mọi người. Bên phải thì chúng ta sẽ có chọn ngõ tín hiệu đầu vào, input selector và những cái nút cân chỉnh này rất là đẹp. Đó, cái đường phay thì các anh có thể quan sát ở đây rất tuyệt vời. Chữ nghĩa của mình thì không có dấu hiệu bị lem chữ hay là bị trầy xước gì trên cái phần chữ nghĩa này. Đó, về tổng thể cái gương mặt này thì rất là tuyệt vời. Thì Nhật video nào thì Nhật cũng sẽ quay thật chậm như thế này để gửi đến cô chú anh chị nào mình ở xa thì tiện đánh giá và tiện lựa cho cô chú được một cái mẫu sản phẩm tốt và ưng ý. Rồi, tiếp đến thì mời mọi người vào cái khoang nội thất bên trong. Thì tổng thể cái khoang nội thất bên trong của 1500 thì trước giờ Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều rồi. Thì video này thì Nhật sẽ quay tổng thể những cái điểm quan trọng. Các anh có thể thấy là những cái tân phu cấp nguồn này rất là sáng màu nè các anh, rất tuyệt vời. Khung sườn của mình còn trắng tinh ha. Những cái phím đồng này thì nó không có dấu hiệu bị ten xét hay là bị lão hóa các anh. Thì những cái mẫu máy này thì người chủ cũ họ bảo quản rất là tốt nha mọi người.
đó, chính giữa thì chúng ta sẽ có mỗi bên được đối xứng hai bên thì những cái phản tải nhiệt cũng như là hai cái con sò công suất nó sẽ được nằm bên dưới. Và trên cái phần tải nhiệt này nó cũng có thêm cho chúng ta một cái phiến đồng như thế này đó, và tình trạng cái phiến đồng này các anh còn rất là sáng ha, không có bị lão hóa đó. Thì nhìn vào những cái điểm chi tiết quan trọng như thế này thì các anh mình có thể dễ dàng đánh giá được cái con máy của mình hơn đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái tụ lọc nguồn nè, và đặc biệt hai cái tụ lọc nguồn này còn cực kỳ phẳng nha các anh đó, nó chưa có cái dấu hiệu bị phồng dập lên do nhiệt lượng. Rồi tổng thể những cái hình thức còn lại, bo mạch linh kiện thì rất là xanh nha mọi người. À, bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái phần bo tiếp nhận và xử lý tín hiệu. Các anh có thể thấy là tình trạng rất là tuyệt vời. Khung sườn trắng tinh ha các anh. Dạ rồi, thì cái ruột này thì về Nhật cũng đã kiểm tra và máy Nhật cũng đã test rồi, nên các anh cứ yên tâm sử dụng và Nhật đảm bảo với các anh là mẫu máy này chưa qua sử dụng tại thị trường Việt Nam và Nhật sẽ bảo hành cho các anh trong vòng 3 tháng, nên mọi người cứ yên tâm sử dụng. Và độ zin nguyên bản là 100% nha các anh. À, rất tuyệt vời ha. Dạ rồi, tiếp đến thì Nhật sẽ quay cái gương mặt phía sau và gửi đến mọi người một số cái thông số kỹ thuật về cái dòng âm ly BMA 1500SE này. Dạ rồi, đây là tổng thể cái gương mặt phía sau của con BMA 1500SE. Và các anh cũng có thể quan sát thấy tình trạng tổng thể góc cạnh và khung sườn rất là tuyệt vời. Đó, thì những cái mẫu máy đẹp như thế này thì vừa giúp cho các anh mình về sở hữu về nghe hay bài đẹp, và cũng nó cũng mang lại cho các anh một cái giá trị sưu tầm cực kỳ cao. Với một cái thân máy còn cực kỳ đẹp như thế này thì cũng có thể giúp cho cô chú anh chị mình sở hữu thêm một cái thời gian cực kỳ dài nữa. Đó, bên trái này thì chúng ta sẽ có những cái ngõ rời xa cấp nguồn tín hiệu đầu vào, và cái phần mạ vàng trên đây các anh có thể thấy là còn sáng dớ ha, chưa có dấu hiệu bị lão hóa gì. Đó, thì những cái cân chỉnh cơ bản này, những cái ngõ này thì trước giờ Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều rồi. Đó, chúng ta sẽ có những ngõ rè ao nè, ngõ power redirect, và chính giữa là những cái cầu loa. Chúng ta sẽ có hai cái cầu loa A và cầu loa B. Đó, được đặt như thế này nha mọi người. Và tình trạng thì các anh có thể quan sát thấy là còn cực kỳ đẹp. Đó, còn rất là sáng màu, không có dấu hiệu bị ten xét hay là bị lão hóa. Cái bên dưới này thì chúng ta sẽ có những cái phần quan trọng như là con ly này nó sẽ đáp ứng cho cầu loa A hoặc B trở kháng từ 4 tới 16. A cộng B là khi các anh mình đánh hai đôi loa ở trở kháng từ 8 tới 16, và đánh BY là trở kháng từ 4 tới 16. Thì nếu như các anh mình nào chưa có rõ về cái phần này thì các anh có thể liên hệ với Nhật để Nhật hướng dẫn cho các anh mình khai thác hết cái khả năng của cái đánh BY này. Và khi các anh mình sử dụng những cái con ly này thì các anh nên lưu ý cái số ôm này với những cái cặp loa cho nó phù hợp, để tránh xảy ra cái tình trạng là quá số ôm làm ảnh hưởng đến âm ly và ảnh hưởng đến loa của mình. Bên phải thì chúng ta sẽ có những cái ngõ chọn nguồn vào này các anh. Thì dòng này nó sẽ là nguồn rời, và chúng ta sẽ có một số cái thông số cơ bản, kỹ thuật cơ bản như là model BMA 1500SE và sử dụng dòng điện nội địa là 100V, sản xuất tại Made in Japan, toàn sản xuất tại Nhật, và nó có cái mức công suất tiêu thụ điện là 295W. Đây là một cái mức công suất tiêu thụ điện rất là cao nha mọi người. Đó, với những cái dòng âm ly tầm trung này thì nó sẽ có những cái mức công suất cực kỳ cao. Và với cái mức công suất ra loa của dòng BMA 1500SE thì nó cũng sẽ có 70W cộng 70W mỗi kênh ở trở kháng 8 ohm, và ở trở kháng 4 ohm thì chúng ta sẽ có 140W mỗi kênh. Đó, đó là một cái mức công suất mà chính xác theo cái kênh của nhà sản xuất đưa ra. Đó, thì từ một cái mức công suất này các anh mình có thể về phối ghép phù hợp với rất là nhiều dòng loa, từ loa cột, loa thùng cho tới loa bút xeo. Đặc biệt là các anh có thể ghép phù hợp với các dòng loa đến từ Anh Quốc như là B&W, Wafaden. Đó, còn các dòng loa đến từ Mỹ như là loa JBL nè, đó, hoặc là loa Tainoi các anh. Những cái mẫu này nó đánh với những cặp loa bút xeo hay là những cái dòng loa tầm trung của Tainoi á, rất là hợp. Đó, thì trước giờ Nhật cũng đã có phối ghép rất là nhiều trên kênh của mình rồi. Nếu như cô chú anh chị nào mình quan tâm thì có thể mở lại những cái video test để nghe và tham khảo thêm. Rồi, con máy được này Nhật về rất là tuyệt vời ha mọi người. Dạ rồi, thì từ đầu video đến giờ Nhật cũng đã quay rất là kỹ và rất là rõ ràng về cái con BMA 1500SE này để gửi đến cô chú anh chị mình tiện tham khảo rồi. Tiếp theo thì Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán con BMA 1500SE được này Nhật về còn giữ được tình trạng cực kỳ đẹp, đẹp trên 95% và có kèm theo khiển và dây nguồn zin. Thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 12.500.000, và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Mọi người lưu ý chỗ này giúp Nhật. Còn về cái mặt chất âm thì trước giờ Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều, và cũng như là Nhật cũng
cũng đã có Tết rất là nhiều cái bài Tết trên cái kênh của mình rồi. Nếu như cô chú anh chị nào mình quan tâm thì có thể mở lại những cái video đó, hoặc có thể liên hệ với Nhật để Nhật gửi cái link cho các anh mình nghe và tham khảo thêm. Dạ rồi, thì nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người, hoặc mọi người cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579-9T đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua cái mẫu máy và cũng như là mình test cái chất âm của nó trước khi xuống tiền với những cái mẫu sản phẩm loa hiện có ở cửa hàng Nhật. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.